bánh ngon nhỉ. Từ từ. Cái này là mua cho bọn con nít à? Một lát cha, một chanh leo. Bánh này rồi, em một cái này. À, chị. Gấu hả chị? Một gấu sô-cô-la. Không biết, nhưng mà nếu mà ngồi và trang trí ở đây cũng đẹp nè. Đây trang trí rất là đẹp các bạn ạ. Chỗ này chắc là để check in. Rồi cho cái bánh gì thì cho. Đi ăn ké thôi mà, hôm nay ăn ké thôi. Có được quyền lựa chọn đâu. Ngoài đây có một khuôn viên để ngồi các bạn ạ. Có ghế. Phong cảnh ở đây mình thấy rất là đẹp. Quay nốt ở dưới đây xong mình sẽ lên tầng 2 nha. Quay cho các bạn xem có gì nha. Mình không được ăn cái gì à? Đây, tập trung vào đây. Gọi nước đi anh. Cắm bánh ngọt vết nhỉ? Bác xỉu cắm cái gì à? Ủa, cắm gì? Cắm bác xỉu gì? Bác xỉu à? Làm sao mà không đốt được mấy? Em cũng chân châu đường đen kem nhá. Chân châu đường đen kem. Chân châu đường kem. Anh lắc cháo cho chị chân châu đường đen đi. Hai chân châu đường đen. Ngoài này không gian rất là hay các bạn ạ. Ngắm đường phố luôn. Đấy, có cả một dãy bàn nhá. Nhưng mà nếu mà không mặc áo rét thì ngồi ngoài này hơi lạnh. Đi với con nít thì nên ngồi trong nhà. Ở ngoài này thì nếu mà các đôi tình nhân ấy, yêu nhau ấy, ngồi ôm nhau tí nó ấm. Ví dụ như đôi này chẳng hạn. Là ba chân châu đúng không? Được rồi, con thiếu. Thì các bạn đây là vị chanh leo các bạn nha. Cái bánh này rất là thơm mà ăn là không bị ngấy, không bị béo, bình thường mình ăn. Hai gói. Ngon quá các bạn ạ. Món nước đầu tiên lên là sữa chua trân châu đường đen các bạn nha. Thật tươi à? Đúng rồi, hơi chua. Sữa tươi trân châu đường đen. Ok. Đã đính chính. Hôm nay là sinh nhật đồng chí Cún nha các bạn nha. Sinh nhật đạm bạc. Happy birthday to you.
Thôi nến. Thôi đi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. 2, 3, 4, nhẹ nhàng. Đi, mình sẽ dùng cái này. Món này là món matcha ấy các bạn nhá. Ăn sương sương thôi. Cái này là cái gì? Cà phê đá xay. Ok, rất ngon. Cốc này là của mình này. Này, cho Gia Như thử miếng này. Hết tí mua lại cho bác cốc khác nhá. Nói đi trước. Ngon không? Đấy, giới thiệu với các bạn đây là món món gì nhỉ? Món tiếp theo đây món gì nhỉ? Hoa quả dầm à? À trời, trang trí rất là ngon các bạn ạ. Trong này có nho này, nho đỏ, kiwi, dưa hấu và sữa kem đúng không? Thêm cái này là cái gì đây? Cái này là gì? À, hạt ngũ cốc. Ngon đấy các bạn ạ. Đây, mời. Mình xin cảm ơn. Cho bói ngon đi. Thì nhìn ngoài đẹp thôi. Cá này cá thật. Đây người ta gọi cá gì ở chung. Anh kia cá chui. Đây nó nào? Giống như kiểu cá cảnh thôi. Chui cá đây giống người tên đi. Anh kia đi chui đi. Thiết kế này cũng rất là hay. Nhìn trong luôn, xuyên qua luôn. Lúc đầu đứng tưởng là cá giả các bạn ạ. Nhưng mà không phải đấy, con này đang ăn này. Đấy là mười. Cá thật đi chứ. Cá thật, cá thật. Phía có chỗ chưa? Ông đang đi kéo ghế kìa. Kinh thật. Rồi. Rồi, phiếu lên đấy ngồi đi. Con kìa đây. Con bé em lên đi. Bé em lên cho ngồi cho tử tế. Tự lên á. Ngã đấy. Nhỏ miệng thôi. La to quá. À. Rồi ok, chờ tí nha. Để bé xuống nha. Ok ok. Ông Phiếu này ông đang bị gãy tay ấy các bạn ạ. Đang bị bó bột. Ơi. Giờ đi về thôi, muộn dần gì nữa. Rất là nhiều bánh sinh nhật các bạn. Đây là bánh mẫu rồi nha. Nhưng mà cắt rồi. Cắt chưa? Cắt. Kìa. Đèo chú lấy xe đi riêng này.